Chiều ngày 12 tháng 2, Hội đồng Nhân dân xã Điền Công khóa 18 nhiệm ký 2016-2021 họp kỳ bất thường để kiện toàn một số chức danh do Hội đồng Nhân dân xã Bầu theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Dự và chỉ đạo kỳ họp của các ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố, Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Điển Công thông qua tờ trình về việc xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã của bà Hà Thị Huyền và tờ trình xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã của ông Vũ Văn Đồng. Đồng thời, Hội đồng nhân dân xã đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh trên. Kết quả ông Vũ Văn Đồng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, bà Hà Thị Huyền được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Điển Công khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.